Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mạng nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gọi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không nói gì hơn, một lần nữa Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây cũng xin cầu mong cho dịch bệnh Covid-19 mau chóng qua đi để trả lại cuộc sống bình yên cho tất cả bà con Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ cùng là Yamaha Exciter 155 nhưng bán tại Thái Lan lại khác phiên bản Việt Nam. Đây cùng là Yamaha Exciter 155 nhưng mẫu xe này khi được bán tại Thái Lan không chỉ khác biệt về mẫu tem và màu sắc mà trang bị cũng có chút thay đổi so với phiên bản Việt Nam. Sau Việt Nam và Malaysia, Yamaha Exciter 155 tiếp tục được giới thiệu tại Thái Lan với chỉ hai phiên bản màu sắc. So với quốc gia đầu tiên được ra mắt là Việt Nam, anh em tại nước bạn không nhiều lựa chọn về phiên bản cũng như màu sắc của Exciter 155. Ngoài ra, Exciter 155 tại Thái Lan cũng chỉ được Yamaha phân phối duy nhất phiên bản kẹp phanh trước một piston, chìa khóa cơ. Đây cũng là sự khác biệt với thị trường Malaysia khi được Yamaha mở bán phiên bản kẹp phanh trước 2 piston và mở khóa thông minh. Các trang bị khác của Exciter 155 ở Thái Lan vẫn tương tự với bản tiêu chuẩn đang bán ở Việt Nam. Chi tiết là phuộc ống lồng phía trước và phuộc monoshock phía sau. Một phanh trước sau đều là đế đơn và không có phanh ABS. Đèn báo rẽ trước sau vẫn chưa được nâng cấp lên bóng LED. Sức mạnh của Exciter 155 đến từ khối động cơ dung tích 155cc SOHC ra mắt bằng dung dịch sản sinh công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14,4 nanomet tại 8.000 vòng trên phút. Đặc biệt là công nghệ van biến thiên VVA và bộ ly hợp chống trượt được cho là điểm mạnh của Exciter 155 trước các đối thủ cùng phân khúc. Tại Thái Lan, Yamaha Exciter 155 có giá bán 2.083 USD tương đương 47,9 triệu đồng với hai tùy chọn màu sắc là xanh GB và đen Racing. Ở Việt Nam, Exciter 155 đang được bán với hai phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp. Mức giá dao động là 46,99 đến 50,49 triệu đồng. Exciter 155 VVA Full Option 9 món mạ vàng và carbon khiến dân mê xe choáng váng. Dù đang trong tình trạng doanh số giảm sút vì Covid-19 bùng phát trở lại, khiến các ngành kinh tế gặp khó khăn, nhu cầu đi lại, du lịch, phượt bị hạn chế do nhiều tỉnh thành phải tập trung chống dịch. Nhưng Yamaha vẫn không vì thế mà tung ra nhiều khuyến mại kích cầu mua sắm. Thay vào đó, hãng lại cho ra mắt bộ phụ kiện đặc biệt dành riêng cho dòng xe côn tay ăn khách nhất của mình là Exciter 155 VVA. Yamaha Exciter 155 VVA có 3 phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và GB có giá dao động từ 46.990.000 đồng đến 50.490.000 đồng. Tiểu R1 Exciter 155 VVA là đối thủ cạnh tranh ngôi vua hàng đầu với Honda Winner X 2021. Thời điểm hiện tại, giá bán của các dòng xe côn tay tại Việt Nam đang giảm khá mạnh, kể cả Suzuki Raider, một trong số ít những dòng xe hiếm khi giảm giá, cũng phải tung ra nhiều khuyến mãi để kích cầu người tiêu dùng mua sắm xe. Nhưng Yamaha đã là người tiên phong trong khác biệt khi mới đây hãng cho ra mắt bộ phụ kiện độ xe rất bắt mắt và ấn tượng. Bộ phụ kiện này gồm 9 món với nhiều chi tiết mạ vàng và có giá hợp lý. Ốp mặt nạ trước vân carbon giúp mỏ xe trông hầm hố và cá tính hơn rất nhiều. Cùm tay lái mạ vàng khiến cho tổng thể phần đầu trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn. Oppo đơn giản này đã khác với vân carbon. Exciter 155 VVA đã thực sự lên một tầng mới với bộ phụ kiện giá cả phải chăng. Trên tất cả là cảm giác được chọn option cho xe cưng của mình. Bởi thường thì chỉ có những dòng xe giới hạn đắt tiền mới có option kèm theo cho khách hàng lựa chọn. Rõ ràng nước đi đề cao cảm xúc của khách hàng thay vì giảm giá bán đã đánh đúng vào tâm lý mua xe của khá nhiều người, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp thì chúng ta không thể nói trước được điều gì. Mọi thứ cần phải chờ thời gian chứng minh xem nước đi này của Yamaha là đúng hay là sai. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về bộ option 9 món phụ kiện
mạ vàng và carbon của Exciter 155 VVA. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thạnh xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.